Sao mình không để việc chăm con nhờ người khác làm đi? Như con bé đó, nó vụng về thì không được rồi. Nhưng còn bà Năm, à bà Năm được đó. Hồi xưa bà Năm từng chăm tôi mà. Bộ anh không nhớ là cái chuyện đó 20 mấy năm về trước rồi hả? Bây giờ bà Năm đã lớn tuổi rồi, làm sao mà chăm em bé được? Nếu như bà Năm không được thì mình mướn người khác. Bây giờ thiếu gì người cần việc làm. Con của mình thì mình phải chăm, mắc gì mướn người khác chăm. Nhưng mà đây đâu phải là con ruột. Ý tôi muốn nói là mình à, phải để thời gian cho hai vợ chồng mình gần gũi nhau chứ. Hơn một tuần rồi vợ chồng mình xa nhau. Anh ông đi ra ngoài. Ủa, mình nói gì vậy? Tôi nói là ông đi ra ngoài, tôi không cần ông ở đây nữa. Sao bữa nay mình xưng hô kỳ vậy? Sao gọi bằng ông? Phải gọi bằng mình chứ. Đi ra ngoài. Tao cậu đi nhà thổ vậy? Mày cũng thấy rồi đó, mợ hai của mày suốt ngày cứ ôm con quỷ nhỏ đó không à. Có đếm xỉa gì tới tao đâu. Con hiểu rồi, thì ra là cậu thiếu thốt. Mày nhiều chuyện, lẻo mép. Mà cậu ơi, con không đi nhà thổ được không? Con không có tiền, với lại lỡ bị cảnh binh bắt là đời cũng tiêu luôn á. Mày khùng hả? Ai rủ mày vô nhà thổ? Ủa, tao dẫn mày đi theo để canh chừng cho tao, hiểu không? Ủa thầy Thông Phán, hôm nay chỗ em có nhiều gái đẹp lắm á, thầy tha hồ mà lựa chọn nghiêng. Có người canh chừng không? Dạ có chứ. Thầy đi nè thầy. Anh Phước, anh đi đâu ta? Giờ này còn chưa về nữa. Thầy Thông Phán, ở lại đây với em luôn đi. Không được, tôi phải về. Tôi gửi em. Anh ơi, nói đâu? Bỏ bà, 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 không nói em đâu có làm. Đi ra đây. Cầm bên tới kìa. Đứng lại, đứng lại. Cầm bên tới, cầm bên tới. Cậu hai ơi, cậu hai ơi, có cầm bên. Cầm bên cậu hai ơi. Cậu hai. Gì vậy? Ngồi xuống. Lục xét. Dạ, dạ, dạ. Mở cửa, mở cửa. Anh với cảnh binh. Mở cửa đi. Cái gì? Cảnh binh hả? Trốn đi. Có cái đâu vậy? Cửa sao? Cửa sao đó? Mở cửa đi. Nhưng mà em sao? Em bị bắt quen rồi, đi đi. Mở cửa. Cái gì mà mở cửa âm sầm? Đứng im. Hả? Dạ. Dạ. Cô đứng im. Lên đâu? Dạ. Sẽ có bên kia. Dạ. Cô đi theo tôi. Dậy đi. Cái gì mà sao không chịu lên phòng ngủ mà ngủ ở đây vậy? Mà giờ này cũng sáng rồi sao không chịu đi làm đi? Vậy mà hỏi chuyện coi. Bà chủ ơi. Hả? Thằng Tí nó bị nhốt trên bót á. Cảnh binh báo người nhà lên bảo lãnh nó về. Ủa? Sao mà nó bị bắt vậy? Ủa chú. Dạ. Chú nói cái gì? Thằng Tí nó bị bắt rồi hả? Chết cha. Mà nó bị bắt hồi nào? Thì hồi tối đó. Thằng Tí, rồi một số gái điếm, rồi khách nữa, bị cảnh binh bắt hết rồi. Ôi trời. Tưởng chuyện gì? Chuyện đó tôi biết rồi. Làm hôm qua chạy té khối luôn á. Vậy thì đúng rồi. Tối hôm qua mày đi nhà thổ đúng không? Trời ơi, má. Trời ơi, tôi lại má luôn đó. Má nhỏ nhỏ tiếng thôi. Má muốn tôi đi tù hả? Ôi trời ơi, cái chuyện này mà con Bạch Liên nó biết thì khổ đó con ơi. Cũng tại cổ, cổ không cho tôi đụng vô. Nếu không thì tôi đâu có đi nhà thổ làm chi. Sở Cẩm giữ thằng Tí là muốn điều tra ra coi nó canh cửa cho ai. Mà người ta nắm người có tóc, chứ ai nắm kẻ trọc đầu đâu cậu. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Thôi chết rồi, nó mà khai ra con đi nhà thổ là coi như cái mặt mày cắt đi chứ để làm gì cho nó nhục. Má, đưa tiền cho chú Tứ đi lo công chuyện cho tôi đi. Má làm gì có tiền chứ con. Mà mày mới lãnh lương mà. Thì lương vừa tới tay đã hết rồi. Ôi trời ơi, Phước ơi là Phước. Đáng lẽ má gọi con là vô Phước mới đúng. Ôi trời ơi. Chú Tứ, chú cầm tiền này đi lo cho anh Phước đi.